Ngày 25 tháng 5 2023 vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đã tham dự chương trình hội thảo khoa học và đào tạo liên tục phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mũi cấu trúc nâng cao 2023, được tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội. Khóa học dẫn dắt bởi các chuyên gia bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ mũi, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Dong Ha Jun từ Hàn Quốc và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Eduardo Chuyap từ Philippines. Bên cạnh giờ học lý thuyết, bác sĩ Đỗ Quang Khải và bác sĩ Hà Văn Vọng được theo dõi các ca mổ trực tiếp nâng mũi cấu trúc, dựng trụ bằng các phương pháp hoàn toàn mới. Thấy được sự điêu luyện của các giáo sư trong quá trình tạo hình sụn sườn cũng như những TikTok trong kỹ thuật trong các ca mũi khó. Sự khác biệt và mới trong hội thảo lần này là các bác sĩ sẽ được trao đổi những kinh nghiệm sử dụng sụn sườn trực tiếp với nhau đến việc tạo hình kết hợp các chất liệu mới, chất liệu bán sinh học. Việc xử lý các tai biến, biến chứng trong quá trình làm mũi đang rất hot và được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Tham gia khóa tập huấn là cơ hội để bác sĩ được trang bị kiến thức, hội nhập quốc tế, ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mũi mới vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An.